Đây là con ngỗng nó đi cái đầu đó đó. Dạ. Con ngỗng nó đi đó, cái đầu. Và này lại nhận là con ngỗng. Con dịp chim đi là cái đầu đó. Cái đầu nó quát nó nói xong rồi. Quát cái nó nói. Nó nói. Thì hiểu là cái gọi là con thú nó là làm. Nhúng cả này. Nhúng một cái. Nhúng cả, nhúng là quay, quay, quay. Nhúng, 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 nhúng. Cái tay nó cổ tay giữ giữ lâu nó lòi cái đầu ra, vừa cạn đầu nó lòi ra, lòi nó trốn ngửa lên con cho nó lòi cái đầu dơ chân lên là nó lòi cái chỗ đau ra, vừa nó lòi đó dở chân kéo cao có thể cao cái đầu đường không có bệnh nó thẳng đứng, có bệnh nó làm xin xin vậy thôi, dơ thẳng rồi không đứng lên, đứng lên cao đứng lên vậy. Dùng cái ống cắt này anh đi tiếp cận từ hai tay cái này tìm tập để tập thở nhỏ dùng để chống này nhỏ dùng này cũng được hai tay cầm rộng này bằng đó là đó mình được mình cho hưởng hưởng cái đầu ra. Giờ này không hả thầy? Thứ ba thứ năm hả? Dạ cũng được. Đó giờ chắc là vô cái lịch mình, vô cái lịch tôi nguyên sổ. Thứ ba thứ năm, đối khoảng 2 giờ 3 giờ. Dùng như các bác. Ghi số bài, anh thở cuốn sổ, anh ghi hết mấy cái bài tập rồi. Dạ. Yeah. Trùng, lấy tiền dẫn cho ghi ra. Ghi những bài đó anh về anh lập tới ghi một cái bài gì cái chỉ này hết thì sao có chỉ hết rồi chỉnh cái này sai cơ bản sai chỗ đó thì nó không có khỏe, nó có cái uốn ưỡn được đứng thẳng cái bao nhiêu giờ đó nhất này
tùm lum không hiểu cái ngón cái như nhất cái từ từ rồi cái hồ nó hết sao đang rồi cái tay nó quíu lại đó tiếng lắm có bài ngủ còn thấy thầy chỉ bài cũng thấy sao cái quíu tay thì chỉ không hiểu có bài quíu tay đi khi nó quíu anh nhớ ghi lại tối nay thì chỉ cái bài chống quíu rồi nó đau khớp cho này chỉ bây giờ thì cái mình tập vậy nè cái dần dần nó bớt cái tự nhiên đang ngồi viết kia cái tự nhiên nó quẹo luôn vậy cái viết không được luôn đó anh đừng có ông cơ quan ngồi rồi để anh phải tập vậy nè để ngón tay thẳng như nè rồi đổi đổi cái dậy bàn rồi để bàn nó tập vậy nè để tức là nó vuông nằm thẳng mà nó con một ngón rồi kế ngón kế duỗi ra rồi đó rồi ngón đó không nằm không có co vậy nằm ngang nằm ngang vậy rồi tới ngón kế còn nằm ngang vậy rồi ngón kế anh cứ ngồi co rồi hết một hồi hết bài này đem chỉ hôm nay là bài biểu ta là sù lông cảnh trước đây thầy biết là hồi mà xưa là cứ chạy xe mà mình chống chân cái độ cứng gắt luôn vậy. Cứng luôn vậy nó trợ vậy sao cô bé rồi phải đi vô lề thắng cái thắng trước lại chết. Đứng có bẻ chết luôn bẻ ngồi chạy đi cái ngồi cái thắng chân cái không cứng nữa cái lại vô thắng vô lề cái thắng đứng bẻ trời bệnh gì kỳ quá trời rồi người đó ông thiếu canxi mua canxi uống canxi mẹ vậy tôi giờ sắp chôn mẹ rồi còn canxi gì nữa thiếu chứ đủ nó cái này thiếu tôi nói giờ tôi đủ thứ thiếu không phải thiếu canxi thiếu đủ thứ giờ kêu mua gì uống bây giờ chỉ có mua 6 miếng cái cần có thì nó thiếu cái mà không cần có thì nó thừa đó. Trời mẹ bây giờ nói thì học của thầy giờ thôi kệ từ từ nó cũng tới giờ thầy cha tới đâu tới không lo nghĩ quá thôi xin phép thầy rồi vậy nha. Cái tờ giấy của anh hôm nay nè. Dạ. Này cái gốc là gan. Bây giờ cái anh ăn uống sao đừng cho gan mình. Thứ hai là cái phòng ngủ anh phải màu xanh. Nếu không tìm được màu xanh về cũng có. Dạ. Thế này. Dạ. Ăn mặc cũng mặc áo này luôn. Dạ. Gan thứ hai là anh ăn uống gì làm sao được? Tốt cái gan. Chúng ta tập đây là nó coi nó xấu lại. Nha, ngồi cứ tập cái bộ về. Trong khi tập nó có hiện tượng xảy ra, đang tập có những phút vô thì coi nó bị gì. Góc anh là gan, bây giờ sao cái gan? Cái gan nó đang có vấn đề. Bao nhiêu bài tập 6 bài đó tôi sợ nhiều anh không nhớ nổi, miệng sao trong. Nãy thở cuốn xuống là thở âm cái này. Không thở âm cái hồi nãy. Vô nhẹ là cái nóng dạ đó nó hở xuống dạ ông là công lên dương là nữa anh tập đó ví dụ phải 30 lần số lần phải 30 nó mới đủ khi nó mềm nó bắt đầu anh không được dịnh cái nó tập không xong cái vô tôi chỉ bài hai cái ngày 30 lần tất cả là người bệnh thì tổng số giờ thêm 30 phút mới có hiệu quả dữ là thua cái này là phụ lại nhẹ cái đầu nó lại nhẹ cái tên nó vậy còn mình cứ đọc đi cái tên nó phụ không nghề tuy nhiên mình giờ ôn lại còn mấy thức kẹp đúng phụ bài dài tập cũng chưa phụ mình ôn này ra đây ở đây gọi là nắm bài thôi múa lại bài này xù lông nè xù lông bài này nó cú xuống nó cũng có rỉa rồi rỉa ăn ra cú xuống rỉa nó cú xuống nó rỉa một cắn hôm nay là thứ ba thứ tư trong ngày thứ năm tối thứ năm mà thấy nó dễ ngủ hơn chút rồi thành rồi nó dễ hơn chút thành cuối thành đúng cái đúng của bài
là vô cảnh xù lông đó, nó cứ xoay vậy ba chục cái đó. Lúc mình nhắm mắt khi tập cái công gặp ông thầy học thì mở mắt, nhưng khi tập nếu mà bị phong tâm bịt lỗ tai bịt mắt không, trong phòng không mùi ho nghe rồi, nếu mà âm thanh ồn quá thì cô lập âm thanh là bịt lỗ tai nhắm mắt tu tập trung nhưng chữa được bệnh. Còn anh mở mắt là thua, nếu mà trong nhà nó ồn quá, trong nhà phân tâm quá, đều đang tập như rất chèn cái thằng con là alo cái điện thoại cái là thôi. Nếu mà em tập là như là chạy xuống mở cửa nhé. Dập dàng ấy. Anh bình cổ tay lại, tắt nhắm mắt lại tập. Nước sôi nó léo mà đi tắt nữa. Nhắm hết luôn. Bởi vì là quế quan luyện công. Anh tập dùng quen rồi anh bỏ cái bông tay nè. Bỏ mắt luôn. Nó vậy đó, vô phòng phòng riêng. Tập xong rồi mới được ra. Tắm đứa nào cũng tao trong giờ ta tập. Giờ ta ngồi quế quan luyện công. Bài đầu tiên còn gọi là bài test chứ chưa nói gì, tôi coi nó sao đó. Chứ chưa có tính chất gì hết, nhưng mà hiện tại nó có hiệu quả gì. Nhưng mà cái gốc của anh là gan đó, bây giờ làm sao cái gan anh ăn uống làm sao cho cái gan nó phải giữ cái gan không được nóng tắt, không được hấp tấp. Nhưng mà nó mấy cái lo âu chứ giảm bớt, anh phải phân ra cái những cái nào phải lo âu. Cái gan là lo quá khứ, anh tưởng là để quá khứ nhiều quá, cái gan là quá khứ lắm, cái suy nghĩ quá khứ là nó gây ra, đừng có nghĩ quá khứ nhiều, những cái gì trong quá khứ xóa hết, cái nào không cần xóa, cái nào còn gì là không cần thiết xóa hết cái suy nghĩ cũ, bỏ hết thì nó mới gan nó mới khỏe. Gan là suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ là quá khứ nhiều quá, so sánh với hiện tại, đừng so sánh, bỏ quá khứ luôn, coi quên hẳn lo hiện tại và tương lai thôi. Gan cái gan, còn gan là nơi chứa máu, thì nó ăn cái gì cho nó tăng máu này, bổ máu, ăn uống là nhớ cái món ăn hồi anh còn thanh niên, mẹ cha họ ăn nhà họ từng ăn cái thức ăn bây giờ, ví dụ hồi bé bà già nó hay nấu cô cá mòi, món canh chua, con ăn cái món của bà già thì cái bệnh mới phục hồi lại, đừng ăn cái món ăn thôi. Đó là nguyên gốc khi trước khi bệnh mình ăn uống xong thì thay lại đó là cứu dần cái đó tìm đến giải cuộc sống ra đó. Cuộc sống anh nó bị co lại mà cứu xuống được, cứu xuống là ngủ được, bởi vì đứng vậy mà cứu xuống đụng đất là ngủ được liền, nên không cứu xuống nó đau gân háng là thua, gân háng là gan. Em hỏi anh nè, em ăn một sức mạnh không được, như là có cái chân này thì con lên được, còn cái chân này thì con tới đây cái đào đó thì là cái đường chân can, chân can bị bây giờ tập qua nửa cuối xuống hết cái đó luôn. Cuối xuống có cần đi tới thầy chặt đẻ hoặc nặng không? Anh sẽ tập tới ngày thôi, có vài tập nó hết hai bên kẹp, nghĩa là ngồi sức mạnh là không được, với ta là không được, ngồi như cái tiết già đó à. Dạ. Thấy chân này tới đây là đau rồi. Đầu tiên là anh phải ngồi, phải chiếm một cái giấy cao cỡ này nè. Yeah. Anh lót cái mông. Đó giống như là ngồi để chứ không lót chứ này. Đó giống như. Dạ dạ em biết là nói vậy. Nói vậy đó, lót vậy. Ngồi vậy đó. Ngồi để vậy. Rồi anh để hai cái này dùng vậy. Đó, dùng qua. Rồi mỗi ngày cái hạ thấp này xuống là anh ngồi được. Cuối lần cho nó cao. Cái cao lên rồi hai cái đầu của anh thấy bạn bè. Có cái clip thầy chỉ là chữa các đau đau chân lúc ngồi á. Đó là đó. Tập nhưng mà cái bài đó là bài cổ tợ, cái bài chính là cũng là chữa cho hết cái gốc của gan. Cái gan là nó làm cái gân chân không có banh được. Yeah. Tức là không chạm hán được. Yeah. Nhưng mà đi là xét nghiệm thì máu rồi không thấy. Cái vô hình mà cái tấn công nó vô hình, bởi vậy tay y nó giỏi cái hữu hình, tức là ngoại thương nhưng mà nội thương thôi, nó không thấy được, mình thấy cái nội thương.
trong lúc luyện có dự báo liền. Đứng chưa có, giờ đứng lên chị phải đứng. Đó là múa phải đứng xong nghỉ. Múa chậm lắm. Chỉ nó không đứng bình thường thì cái chân nó phải đứng lại. Cái móng cảm chạm vô trong những cái móng cái lôi sợi dây tầng xuống, lôi sợi dây xuống, cái cùi chó hơi đè nhẹ xuống, hơi đổ người ngước đầu này. Đó, lúc đó là đang chạm móng cái, đang ngước đầu để thở ba hơi, một hai ba, rồi đứng thẳng người lại. Người không có đổ người, đứng thẳng người, thở vào không vẫn chạm, một hai ba, rồi thả lỏng thôi, tức là thả lỏng thôi, dùng thả lỏng và xuống thở vào thôi, một hai ba, rồi đủ đấy, bung ra vậy, bước lòng bàn tay vô, bấm ngón chân giữ ngửa ra, thả, thả to ra. Thả xuống đứng yên, thở đều. Đó, đứng chờ là thở đều, thức 1. Xong thức thứ 2, xe tay ra. Ôm vô cái trường. Cái này có cái clip là về múa theo bài này, cái chậm chậm nhé, bọc lên đây. Rửa đó là, những cái món cải nó nóng lại nhé. Xoay. Xìa ra. Đổ người cho hơi chuyển chân, ngửa đầu này. Ờ, những thở ba lần, một thở đều, hai ba, rồi đầu đứng thẳng, người đứng thẳng lại, thở ba hơi, một hai ba, thả lỏng hết, thở ba hơi, một hai ba, rồi thu rút ngón tay lên, bấm năm ba, có cài giữa người cạn. Tất cả các mọi bạn lúc đứng lúc thư giãn đừng thấy nó hiện ra. Thứ thứ hai, rồi thứ thứ ba sẽ là gì? Cúp lên, xoay lên trời, ngửa cho nó thẳng cái tay này, rồi dừng lên trước, đổ người lên trước, ngẩng đầu giống như này, đó. Thở ba hơi, một, hai, ba, rồi đứng thẳng lại, thở ba hơi. Chùm tay xuống, thở ba hơi, một hai ba, rồi thu buông tay lại nhé, ngước lòng tay vào bấm con cái ăn tập thứ ba rồi đó, yên và đều tay về đứng một cặp nó ập, nó làm căng hạ áp mau lắm, xoay rồi đây cái cùi chỏ hơi đè ập khi móng cái ở phía dưới, ngửa người ra, thở vào lên, một mắt nhìn vào lòng tay, hai ba, rồi đứng thẳng người này, thở vào lên, một hai ba, thả lỏng ra, thả lỏng ra, một hai ba, quay như vậy thôi. Cái chân lúc đầu động ra này, xoay bên này, xoay cỏ lại, cái chân đi chống ngón cái xuống, xoay bên này, đó, cái cùi chỏ hơi đè nhẹ nhẹ, đè những cái cỏ, đè cái cỏ, đó, đè nhẹ, đó, phải có đè nhẹ, mắt nhìn ra, chân thì đè ngón cái, cái này là nó đứng cạnh hồ, và ngửa hơi ngửa đầu, rồi
cũng chỉ mở rộng lại thở qua thôi và rồi thả lỏng chứng ghi như thả lỏng được thở qua thôi rồi xoay dịu dịu buông ra. Yeah. Rồi chữ thứ tư là chữ thứ năm quay chữ mười một kéo dài vừa ngược là sao vừa ngược là sao đó hôm nay chưa chỗ này tắt nước này vừa là tắt nước cho cái tắt nước kéo dài lại nắm ngón út lại nhẹ giống như Phật đó Phật là nắm nhẹ cái giờ con chân nó lên cái này để sát thì được ngựa cỏ ba rồi à rồi thả dừng xuống đi rồi qua hai ba rồi xì ra đây cú đầu xuống là cái căng đùi chân ra đùi chân xuyên đó cú sạch cú vừa sức đùi vừa sức mình cứ cú cái đầu cốt vô cái cú trò này thở vào rồi và cái đường thẳng lên thở vào rồi hai ba cái nóng tay lại nhé cái tay kia được nó ngược chiều là vậy nào sai rồi sai cái thứ cơ mà ngửa cổ lại thở mò và rồi thả xuống đứng thẳng không được sẵn cái tay nữa mò và rồi sai như vậy rồi quay lại như vậy kéo tay con cái lửa nó mới tắt nước nóng ngọn cục nó có cứu con chân lên thở vào rồi và rồi thả chân xuống giữ tay cú đầu xuống thở vào rồi và rồi sắp nắm cơ tay xong rồi tay cơ thể xong rồi nó qua tim cái này nó trị ngay cái áo nó trực tiếp cho tim rồi nhẹ cái ngứa một chân này ngứa cỏ đeo ngưng để nguyên không sẵn nữa xoay dữ dữ lắm rồi đứng đó đứng đúng đường cho nó ôm hàm lại nửa vài phút đúng thời gian đúng 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 cái chuyện là ổn áp tập tiếp và bài làm bài mẫu mở ra tập chứ cái bài ngồi thành công một tiếng như vậy đó phải đứng là dứt điểm luôn á tập hoài tập mấy tháng sau là bị tiệm dạ tập đứng không hả thầy tập đứng tập ngồi ha còn bỏ ngồi nếu mà đứng được hết mọi chân này đó đứng mà đứng là cũng làm mau hết mình đó đúng rồi xong bài tập thứ sáu đứng này vừa tại lên vừa lên đi giờ tại lên xe ra nóng nó áp bụng lại vậy hướng nó bụng thả nắm chắc ngón nó bụng rồi thả ra rồi thu đó thứ sáu vậy đó cần gì thở đều thứ bảy để tay vậy này đứng đi ngồi bên này chỗ yên đã thở sẵn đây mò sẵn đi đó đứng nhẹ thở vào lên mò sẵn đầu xoay cái này qua ngửa bên trời mò và ngưng thả chân xuống và thả lỏng vấn đề như thả lỏng một và xoay dữ dữ đứng yên cho nó ổn áp cái tay nó nóng nóng để kẹt không thể nóng được rồi để tay sau lưng cũng nóng được trụ qua chân phải vậy trụ qua chân phải vậy xoay lỏng nhìn lên trời
quay qua nhìn lên trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trăm chân. Ngưỡng cái đầu nhìn lên, cái mép chúng nó hơi nghiêng, ngửa đầu đẩy xuống họ, cứ đẩy càng xuống thấp càng tốt. Thở đều, cố, đồ, chân chừng đồ, ngồi lên. Khác chút xíu đó. Chút xíu à? Đó. Cái hồi nãy. Nó ra giảm hết bệnh. Nó ra giảm hết bệnh. Nó ra gì? Karate gì đó. Không có. Cái này nó khí trong. Cái hơi nóng nó chạy trong. Đó. Cứ vậy thôi mà nó mồ hôi đó, mồ hôi vừa ướt được mà. Nó ra vậy nó mới bớt bệnh. Nó giống vậy nó có mồ hôi ra nó hết bình bình đâu. Yếu yếu mà ra mồ hôi khỏe. Dạ đúng. Vậy nó tự nó chạy kỳ thì mấy người xưa hay đi xong thì ra mồ hôi rồi đó xong rồi đó, có bà già nhà cứ mua ra rồi đó xong rồi xong. Thôi xong chùm vô cái ô người nhẹ. Ngọn này mình không xong quơ quơ nó ra mồ hôi rồi khỏe. Nhẹ. Bớt đau. Đã có 70 cái, có 70 cái. Tại vì nó có khúc xương nó có 33 đốt. Đã 33 cái cho nên thì nó thông hết cái khúc cột sống được. Nhận cái ông Trung Quốc hay nghĩ ra sao mà được, hay muốn chuyện quơ qua quơ lại mà nó lại đã chạy tới không hiểu gì. Bỏ vậy mấy ông xưa nó ngồi thực thiền dạ. Chục năm nghiên cứu mà không đặt nhưng mà mới đầu chín năm ngồi mới đầu á thầy cái thầy tôi nghe nói dịch cân kinh dãy tay mà cũng kỳ đợi cũng ngon dễ dịch cân kinh không lại ngồi cũng điện mà sao dãy tay không chạy ở cái chút thấp sao được vô lý ra giờ nhiều người cứ tập tại lúc đó không có ai đi đúng hết thầy cứ đạt ma gì tân kinh mở lên YouTube đạt ma gì kinh này dãy tay không ừ. Đó là sai đó nhưng mà người ta không biết người ta cũng phải đại cái nào cũng phải có khổ luyện nguyên cây trường kỳ mới được. Tại vì nhiều người thấy khỏe mà bỏ chết. Thôi chó hai bên. Mà đây nè, này con chó trước. Để vô đẩy ra. Sang đây. Dỗ mà bây giờ hai cái tay gần đụng luôn rồi này. Nó cứ dỗ nè, dỗ riết ngày dỗ cái đâu cái trăm cái đụng là cái thận hết bệnh. À, đó, vậy thôi. Bữa còn xưa đó, ông già mà gãi được lưng, ông già phải ông già không gãi lưng được đâu á. Yeah. Vậy đơn giản nha. Đúng, đúng. Không gãi lưng được là thua á. Già không gãi được lưng thì thôi, ông yếu lắm rồi. Không gãi được lưng thì thôi, ông già. Khổ khổ liên tục luôn. Không đứa, gãi được. Giờ thấy gần đụng rồi. Chưa chết, đúng, chưa chết. Nghe nào, giờ tự lên. Nó lên, để mà hồi nó dễ chịu. Bắt đầu cái dễ chịu nó hiện ra là đó. Chỉ đơn giản thôi. Yeah.
sinh hoạt không say được kia, còn bắn cùng hướng nó luôn. Tất cả các bạn nó sẽ qua một cách cuối cùng.
Số 3 thì giống như bài số 1, đứng thấp xuống. Thấp xuống. Ừ, thấp xuống, càng thấp càng tốt. Đứng nóng chưa thấp. Của là số 1, thấp 10 xuống. Đi như bài số 1 không mà đâu nhỉ? Nó không được buông ra, không để ra. Đứng giữ gì vậy? Ờ, đứng luôn, đó, đứng nổi kìa. Đứng nổi đó, để cho nó giảm cái gân kinh ra, dọn tiếp cho nó dồn máu ra. Đứng lưng xuống cho nó dồn ra, tại nó còn động nó đầu đẩy xuống, ngồi xuống thì nó xì ra cái lát dòng tiếp, ngồi lên ngồi xuống nó mới xì cái chỗ cái mỏng máu nó bị ứ, ngồi lên nó lòi cái cục máu
nó đau giọng không bị chứng đó, chứng hoài, cầm chỉ nó bớt, cầm tiếp, cầm nó xoay, đây cái hồ, cái này, cái này, có nghĩ đâu nhỉ? Hồi lòi ra có làm gì tới, đang này, giống gì đâu nhỉ? Nhưng mà không ngờ nó có bí mật đó, nó có bí ẩn đó. Thành ra nhiều người đâu có biết. Đúng cũng lòng vậy này. Rồi nếu mà nó vẫn còn động nó động được thêm sức em có thể bước dần được nha. Được nè. Mình quần qua bên này. Mình quần qua chỉ chia xuống. Nè. Nó có thể kéo được. Dạ, em tên là Ngô Bình Nam. Cái cục đầu nó chạy ra, nó lòi ra, đó, nó lòi ra, rồi gặp chồng, nó lòi ra, chồng. Đúng rồi.
chui ra, nó trốn rồi đó, là nó đào hoài phá cái chỗ trốn rồi, nó đang trốn rồi, tôi miếng chui khỏe rồi rồi là để thấy bớt rớt đâu nó còn trốn nó chậm dọn qua rồi mo cổ ra dọn à, dọn cái lưu ra dọn đi đá hồi nó bớt ba nám dọn đúng đúng mọi lần khác đâu là nó hết nó bớt đập rồi cái lọn ra chậm mo cổ nó trốn á ghê lắm cái bệnh con người nó ghê lắm nó trốn trong người mình nó tìm ra cái đập. Thì em á thì em cũng muốn học thầy lâu rồi nhưng mà tên gì là tên hồi nãy là cái số điện thoại nãy. Dạ. Thì hôm nay em thấy tập sơ sơ mấy bài của thầy nên cái xoang cái mất ngủ đỡ. Dạ. Cái số đó là xoang chữa 5 giây. Dạ. Ngủ nó trốn đâu phải tập nó chui ra còn coi nó vẫn còn mọi người tập không vật liền cái này là du lịch cái này, em sẽ đẩy du lịch này. 972.
xe tới là được vậy. Lúc là sao có chống lại đó. 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 Đúng lên. Bây giờ còn nó đau hay không có thể tắt lại cái nó đau ra. Mình chống nha, rồi xe cái chân này ra. Vô một. Đặt kéo cao rồi coi chỗ nào nó đau nhất. Kéo cao đi ngược chỗ nào nó đau nhất nó lòi ra. Đó, cái đá này. Ở bên kia cũng vậy. Chỗ nào đau giữ luôn. Giữ luôn hồi cho máu nó thông xuống. Đó. Bên kia cũng vậy đó, nó lòi ra. Một. Và giờ đây. Rồi, xong rồi chắc đang mồi lại vậy nè. Đó, rồi mồi vậy. Hai tay cũng trời, mãi phật, mãi phật, thấy cái chỗ đầu nó bớt liền đó, những người thằng cứ quay về về thành tâm, đó nó đầu nó đầu cái mạng, giữa đầu cái mạng đông, cái mạng há, đầu không há, còn cái đó thêm ba cái nữa, thành tâm. Có anh do gan như này chứ không phải anh bị gan đấy chứ nó không phải là một cái gan của anh có vấn đề có cái dịch số của anh gan có dịch cái thứ hai là thận yếu tim có vấn đề này. Mấy thằng này là thầm nó gây ra gì? Gây cuộc sống. Chìm dưới, đi lên phần, gan gây ra một cuộc sống. Tim là không có điều hòa, tim. Mà bây giờ cái góc này gây ra cái gì? Vừa qua cái này gan, cái này là do cái tánh gì? Ăn bản thân anh rất thương người, tánh tốt của anh. Còn cái này là anh tính toán rất kỹ trong câu chuyện. Ăn gì cũng được quá, xin được học thêm quá. Không có xin phải ăn, sống trên cả, biết mọi người. Anh gọi, đây là những cái tài tốt hả? Từ cái này mới là sanh hồn. Cái tên gan, dù như là những cái xấu, mà không tạo. Muốn nhập nhanh mọi